Thiếu nước sạch, một câu chuyện không còn mới đối với người dân ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên không chỉ ngoại thành mà ngay giữa trung tâm đô thị lớn nhất cả nước thì người dân vẫn hàng ngày đi mua nước để sinh hoạt. Thực trạng này tồn tại hơn 21 năm qua. Người dân thì mong mỏi có nguồn nước sạch trong khi chính quyền và ngành chức năng vẫn chưa có hành động cụ thể. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Khu phố 2, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với người dân ở đây. Ngày hai lần, chị Trần Thị Kim Phượng phải mang bình đi mua nước về sinh hoạt. Tuy nhiên, nguồn nước chủ yếu của gia đình chị không phải là nước mua mà từ giếng khoan. Ít ai ngờ rằng hai bên thành giếng này là những ngôi mộ san sát nhau và độ sâu của giếng chỉ cách mặt đất 25 mét. Nước giếng thì để giặt tắm, giặt rửa, rồi dụ nấu ăn, nấu nước uống thì đi xách xuống khúc dưới này chút đi mua về xài. Cũng biết nhưng mà phải xài chứ, giờ không có nước đó sao xài được. Mua, nếu mà mua chị đi uống thôi chứ mua mà để xài luôn đâu có xể nổi đâu. Không chỉ riêng gia đình chị Phượng mà hầu hết 4.000 hộ dân ở đây đều chung tình cảnh như vậy. Mỗi mét khối nước trị giá 150.000 đồng, cao gấp 30 lần so với giá thành phố quy định. Và nếu như một gia đình có 4 người thì mỗi tháng cũng phải mất hơn 2 triệu đồng tiền nước sinh hoạt. Không có nước sạch, nhà nào cũng phải khoan giếng. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích 2,7 hectare đất ở đây trước kia là nghĩa địa không được bốc dỡ. Và việc nguồn nước bị ô nhiễm là điều không thể tránh khỏi. Cái nước sinh hoạt thì đa số là dùng giếng khoan. Mà khoan ở đây thì chỉ có 24-25 mét là lấy nước sử dụng thôi. Có một số nhà thì không có điều kiện, không mua được nước thì cũng lại sử dụng cái nước sinh hoạt này luôn. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi, da thịt mình dày, cái mấy đứa nít tắm vô một lát là nó gãy sần người lên hết. Coi như là đứa nào nó cũng bị trường hợp đó. Và đây là kết quả của việc tắm từ nước giếng khoan. Những đứa trẻ ở đây, cả người nổi mẩn đỏ nếu tắm từ nguồn nước này. Và khi lành thì để lại sẹo. Thế nhưng những gia đình không có điều kiện mua nước thì vẫn phải dùng nước này để ăn uống. Rất nhiều cuộc họp từ thời phường, vẫn còn hội đồng nhân dân, chúng tôi đã đề xuất chính quyền địa phương can thiệp hỗ trợ cho nhân dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt. Nhưng đến nay thì cũng mỏi mòn, 21 năm rồi. Theo chính quyền địa phương, trước đây do khu vực này là đất quy hoạch nên đơn vị cấp nước chưa triển khai hệ thống đường ống. Địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị và công ty cấp nước trả lời rằng đang lập báo cáo kỹ thuật và sẽ triển khai sớm trong cuối năm. Cái việc mà lắp đặt đường ống chính để cấp nước cho cái khu dân cư thì phụ thuộc vào cái sự khảo sát và lên cái kế hoạch của công ty cấp nước. Chính quyền thì là một cái cầu nối giữa người dân với lại công ty cấp nước. Thì khi công ty cấp nước xuống thì do các quy định bên cấp nước thì họ không có triển khai đường ống chính được. Và mãi đến sau này thì họ mới đang triển khai dự án, thì như vậy thì nói chung là lại người dân cũng như phường cũng rất mong là công ty cấp nước sẽ triển khai sớm dự án này. 21 năm đi mua nước sạch, điều tưởng chừng vô lý nhưng diễn ra ngay tại trung tâm thành phố lớn nhất cả nước. Người dân đang mong mỏi có nguồn nước sạch để sử dụng, còn đơn vị cấp nước luôn hứa hẹn và tất cả vẫn nằm trên giấy. Trong câu chuyện này thì không thể không nhắc đến trách nhiệm của chính quyền địa phương. Nếu không sớm đầu tư nguồn nước thì vấn đề không chỉ dừng lại ở việc thiếu nước sạch mà còn là sức khỏe của người dân.